Đinh Dậu năm 2019, nữ mạng là phần luận giải chi tiết cuộc sống của người sinh năm 1957 về các phương diện, gia đạo, sức khỏe, tiền bạc và công việc. Qua phần bình giải này, bạn có thể xác định trước đường đi, nước bước của mình, từ đó xây dựng năm Kỷ Hợi được yên vui và hạnh phúc hơn. Xem vận hạn tuổi Đinh Dậu năm 2019, nữ mạng có sao Thủy Diệu chiếu mạng và gặp phải hạn toán tận. Sao chiếu mệnh của người nữ sinh năm 1957 chủ về sự tài lộc và hỷ sự, báo hiệu trong gia đình có nhiều niềm vui. Thế nhưng với nữ mạng thì vào tháng 4 và 8 âm lịch, sao này sẽ mang đến sự mất mát tiền của và sự thị phi. Còn hạn tuổi của tử vi năm 2019 tuổi Đinh Dậu là một đại hạn của con người. Nó mang đến sự hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật và nặng hơn thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Xem tử vi tuổi Đinh Dậu nữ mạng năm 2019 Kỷ Hợi có được vận niên kê hồi viên và ngũ hành đi vào tương sinh. Cả hai yếu tố này đều chủ về sự tài lộc và thuận lợi trong công việc. Thế nhưng vận mệnh tuổi Đinh Dậu năm 2019 lại có tiểu vận đi vào bại địa, điều này sẽ làm kìm hãm công việc cũng như tài vận của bạn. Y tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 năm 2019 nữ mạng. Mạng, sơn hạ hòa, lửa dưới núi. Sao, Thủy Diệu, có chuyện buồn. Hạn, toán tận, trở ngại, ba vấp. Vận niên, kê giáp viên, gà về vườn, tốt. Thiên can, đinh gặp kỷ, sinh xuất, hao tổn. Địa chi, Dậu gặp hợi, tam tai ốm đau, khó khăn. Xuất hành, ngày mùng 1 Tết, từ 23 giờ đến 1 giờ sáng, giờ địa phương, đi về hướng Bắc để đón tài thần, đi về hướng Đông Nam để đón hỷ thần. Màu sắc, hợp màu, xanh, đỏ, kỵ màu, đen, vàng, trắng. Tổng vi tuổi Đinh Dậu nữ mạng. 1. Con người, tính cách chiếu theo tử vi chọn đời và phần luận đoán tử vi Đinh Dậu 2019 nữ mạng cho biết. Quý bạn tuổi Đinh Dậu đã qua đi thời gian khó khăn vất vả. Là người chịu khó, chịu khổ lại thêm tính ngay thẳng, làm việc có tinh thần trách nhiệm, được nhiều người trọng đãi, kính mến. Vì vậy, tiền bạc dễ tạo nhưng vì phần số không được may mắn nên phải thăng trầm trong khoảng thời gian từ 30 đến 40 tuổi. 2. Sự nghiệp, tiền tài đường tình duyên. Sự nghiệp tuy không được may mắn nhưng quý bạn luôn có thể dễ dàng vượt qua hung hiểm. Điều này là do quý bạn có thiên ất quý nhân phù trợ. Nếu quý bạn là người hiền lành, nhân hậu, biết giúp đỡ người khác thì sẽ nhận được sự cứu trợ mạnh hơn. 3. Cuộc sống, vận hạn đến nay, quý bạn đã có cuộc sống vững vàng, sự nghiệp sẽ càng ngày càng phát đạt, về già càng an nhàn, yên vui an hưởng tuổi già bên con cháu. Xem tử vi tuổi Đinh Dậu năm 2019 nữ mạng về mặt sao hạn. 1. Sao chiếu mệnh tử vi tuổi Đinh Dậu nữ mạng năm 2019 năm nay, quý bạn gặp sao Thủy Diệu chiếu mạng, về mặt tình cảm sẽ có nhiều sự tổn thương, ảnh hưởng nhiều đến tinh thần cũng như cuộc sống. Nếu có cơ hội đi xa thì sẽ được bù đắp lại bằng nhiều tài lộc. 2. Hạn tuổi tử vi nữ 1957 năm 2019 hạn gặp toán tận thể hiện sự toan tính luôn gặp phải ngăn trở, nhưng nếu cố gắng thì cũng có thể vượt qua những khó khăn. Tuy nhiên, quý bạn cần đề phòng tai nạn xe cộ, đi lại. 3. Tứ trụ tử vi 2019 tuổi Đinh Dậu nữ mạng về tứ trụ, với thiên tổn, địa hao, công danh tài lộc gặp phải sự chống phá, gia đạo không thuận và bản thân mình thì dễ gặp chuyện không lành. Bạn cần đề phòng bệnh tật, trong cuộc sống cũng có nhiều điều không thuận, nhưng khi cố gắng hết sức mình thì sẽ vượt qua. Bố niên tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 năm 2019 nữ mạng với vận niên kê giáp viên là gà được thả vào trong vườn. Điều này báo hiệu quý bạn sẽ có một năm thành công và no đủ, tài lộc vượng phát, kinh doanh buôn bán đắt hàng. Trong năm nay thì quý bạn cũng có sức khỏe tốt, tuy nhiên tránh sông nước, cầu phà. Trong mọi chuyện thì nên chân thành, trung thủy kẻo mắc mưu kẻ xấu, gặp khẩu thiệt nho nhỏ. Phối hợp các yếu tố trên tử vi Đinh Dậu 2019 nữ mạng, đứng về mặt ngũ hành để luận giải. Năm nay can kỷ thuộc âm, ngũ hành hợp thổ, hậu vận là thiếu gốc, thổ vận bất cập. Đối với quý cô, mạng hỏa gặp năm mộc là tương sinh. Sao hạn có phần hư hao nhưng không nặng, được vận niên tốt tuy nhiên vận thế xấu thì cũng làm giảm đi cái tốt của vận thế cho nên công việc làm ăn của quý bà và sức khỏe cũng giảm đi nhiều.
xem tử vi tuổi Đinh Dậu năm 2019 nữ mạng về mặt tử vi. 1. Cung đặt mệnh tử vi tuổi Đinh Dậu nữ mạng năm 2019 có tiểu vận đi vào bại địa, cho nên năm nay quý bà phải chú ý tuyệt đối về sức khỏe. Đại hạn 10 năm, từ 56 đến 45 tuổi, đây là đại vận có nhiều biến đổi về cuộc sống và sức khỏe của quý bà không được tốt, cho nên đại vận này quý bà đầu tư tiền bạc vào làm ăn cần chú ý cẩn thận. 2. Cung tiểu hạn tử vi nữ 1957 năm 2019 tiểu vận cung mệnh có sao Long Trì, đại hao, quan phù, đây là bộ sao chủ về tiền bạc có sự tiêu pha nhiều, cẩn thận gặp phải cửa quan. 3. Cung tam hợp tử vi 2019 tuổi Đinh Dậu nữ mạng tam hợp mệnh có các sao Tấu Thư, Đường Phù, Giải Thần, Phượng Các, Tràng Sinh, Lực Sĩ Hoa, cái đây là bộ sao tốt chủ về có tin vui trong gia đình và có quý nhân giúp đỡ trong công việc làm ăn. Ngoài ra còn có bộ sao xấu như Bạch Hổ, Kình Dương, Thiên Khúc, Mộ, Thái Tuế, đây là bộ sao chủ về máu huyết lưu thông kém, có sự thay đổi về công việc lại. 4. Xung chiếu tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 năm 2019 nữ mạng cung xung chiếu mệnh có thiên quan, LN văn tinh, tiểu hao, phá toái, điếu khách, thai, tuy, tuần, đây là bộ sao chủ về tiền bạc tiêu pha nhiều, công việc làm ăn có người phá hoại hay có chuyện buồn đưa tới. Tổng hợp các yếu tố trên. Về phương diện ngoại giao, năm nay do cung mệnh quý bà đặt ở nơi tuyệt địa và do sao chiếu hạn là sao, cho nên mọi quan hệ ngoại giao bạn bè đều không được tốt. Về phương diện tài chính, tiền bạc tiêu pha nhiều vào thuốc thang bệnh tật, ốm đau. Về phương diện tình cảm, trong nhà thiếu hòa khí, có sự chia ly về tình cảm. Về phương diện sức khỏe, chú ý bệnh đo đường tiêu hóa không được tốt, ăn uống kém. Nhìn chung, tử vi tuổi Đinh Dậu năm 2019 nữ mạng trên quý bà tuy được hưởng thiên thời nhưng địa lợi không được hưởng, cho nên tất cả mọi công việc làm ăn của quý bà không được tốt. Bản thân quý bà năm nay phải thật cố gắng thì mới mong đạt được kết quả cao. Trong năm nay đầu năm quý bà nên dâng sớ giải hạn để cả năm sức khỏe được may mắn. Các tháng tốt nhất trong năm 2019 đối với tuổi Đinh Dậu nữ mạng là tháng 2, tháng 6. Tháng 10 âm lịch, đây là các tháng tốt nhất để cho tuổi Đinh Dậu làm mọi việc. Vật phẩm phong thủy hộ thân, đối với tuổi Đinh Dậu nữ mạng trong năm 2019 để tăng cường cát khí cho sao Thủy Diệu, thì nên đeo trang sức đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, hoặc dùng màu trắng thuộc hành kim, để kim sinh thủy càng thêm tốt, như đeo đá quý màu trắng như thạch anh trắng, vòng bạc. Hay nên dùng sim phong thủy có ngũ hành mộc hoặc hỏa để tăng vận khí của bản thân. Xem tử vi tuổi Đinh Dậu 1957 năm 2019 nữ mạng theo các mùa. 1. Vận mệnh tuổi Quý Dậu năm 2019 nữ mạng trong mùa xuân. Tháng riêng, đầu năm quý bà nên chú ý bệnh do ăn uống kém, tiền bạc tiêu pha nhiều. Tháng 2, trong nhà có tin vui về thêm người hay có người ở xa đi về. Tháng 3, công việc làm ăn trong nhà không được tốt, con cái có sự bất hòa. Hãy xem bói tuổi Quý Dậu năm 2019 nữ mạng vào mùa hạ. Tháng 4, tháng này quý bà phải chú ý tuyệt đối bệnh về tuổi già và miền sông nước. Tháng 5, cẩn thận có tang trong gia đình hay công việc làm ăn có tốt, bệnh huyết áp cao. Tháng 6, có quý nhân phù trợ trong công việc làm ăn, tuy nhiên chú ý trộm đạo quân gian. 3. Vận hạn tuổi Đinh Dậu năm 2019 nữ mạng trong mùa thu. Tháng 7, tiền bạc tiêu hao nhiều, ăn uống tiêu hóa kém, công việc có người phá hoại. Tháng 8, có tin vui về hỷ tín trong gia đình, tuy nhiên công việc không tốt. Tháng 9, có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở hay quý bà có sự đi lại nhiều. 4. Xem tuổi Quý Dậu năm 2019 nữ mạng trong mùa đông. Tháng 10, có quý nhân giúp đỡ. Tháng này quý bà ông nên đầu tư tiền bạc vào công việc. Tháng 11, sức khỏe quý bà không được tốt do suy nghĩ hay bệnh về huyết áp. Tháng chạp, mọi việc hanh thông, công việc làm ăn nhiều may mắn, ra ngoài gặp quý nhân. Hướng dẫn cách cúng giải sao hạn trong năm 2019 theo tử vi tuổi Đinh Dậu năm 2019 nữ mạng thì đầu năm nên cầu an, giải hạn. Mỗi tháng hay vào tháng kỵ tuổi là tháng 4. 8 âm lịch và nên cúng vào ngày 21 âm lịch, cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 7 ngọn đèn hướng Bắc làm lễ. Bài vị dùng giấy đen và ghi, Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân.
rồi khấn, cung thỉnh Thiên Đình Thủy Đức Kim Nữ Cung Đại Thánh, Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Thủy Diệu Tinh Quân vị tiền.